Cảm ơn các bạn đã xem livestream hôm nay của mình nhá. Hãy ấn xuống bên dưới xin like và subscribe channel của mình nhá. Tạm biệt các bạn. Anh à? Ừ, anh đây. Em xong chưa? Em vừa stream xong anh ạ. Thế em tranh thủ nghỉ ngơi chút đi nhá. Vâng. À, ngày mai em có bận gì không? À, mai em chỉ lên công ty bàn giao công việc một chút thôi anh ạ. Ừ, anh cũng thế. Sáng mai anh cũng lên công ty để ký hợp đồng với diễn viên phim mới. Khi nào xong việc, anh đưa em đi xem nhận cưới luôn nhá. Vâng, em biết rồi. Ừ, thế em ngủ ngon đi. Vâng ạ. Ừ. Yêu em. Yêu anh. Cô không có tay à? Người ta nhờ ông đi đúng không? Cô đừng tưởng có được mấy bài chính ấy, muốn làm gì thì làm. Anh cứ nói thế, em nào có ra. Nhờ có anh mới có em được như ngày hôm nay chứ. Em cảm ơn anh hùng hết ấy. Biết thế là tốt. Chứ cô đừng để như con mi mèo ngày xưa. Thôi, anh đừng có mà nhắc đến nó. Nó bây giờ làm sao mà so sánh được với em chứ. Ơ, hình như kia có phải con mi mèo không anh? Đúng mi mèo rồi. Sao bây giờ trông nó tạ thế nhỉ? Chào Happy với cả anh Thắng đấy à? Đúng là trái đất tròn thật. Không ngờ lại gặp người cũ ở đây. Dạo này hai người có khỏe không? Vẫn khỏe, cảm ơn. Mà dạo này Trang sinh ra nhiều đấy. Xin nữa tao không nhận ra. Cũng nhờ có ông bầu Thắng ở đây thì mới có tao như ngày hôm nay đấy. Ngày xưa ấy, khi mà chịu hy sinh vì nghệ thuật, có phải bây giờ trở thành minh tinh nổi tiếng được không? Hai em đến rồi đấy ạ. À? Bây giờ anh sẽ nói chuyện với từng người một. My trước nhá. Trang, em có thể ra ngoài. Lát anh sẽ nói chuyện với em sau. Giờ trong phòng chỉ còn anh và em. Em cứ thoải mái lên, không phải hồi hộp đâu. Dạ, tại vì đây lần đầu tiên em diễn xuất nên cũng có chút hồi hộp anh ạ. Không có gì phải lo lắng cả. Có anh ở đây rồi. Anh chỉ cần em biết điều là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Dạ, em nghĩ là nếu mà em làm tốt thì em sẽ được nhận thôi ạ. Em ngây thơ nhỉ. Cuộc sống này đơn giản như vậy sao? Thế thì em phải làm thế nào ạ? Thì anh nói rồi đó. Em chỉ cần chiều anh sẽ lăng xê cho em, để em trở thành một ngôi sao. Dạ, nếu mà thế thì em không làm được đâu ạ. Chào anh. Rồi cô sẽ phải hối hận. Cuộc sống em bây giờ cũng ổn, thu nhập cũng tốt anh ạ. Ừ, nhìn cái mặt như thế này thì biết làm nghề gì rồi. Dùng vốn tự có để kiếm tiền không dễ dàng quá ha. Em đừng có nói như thế. My cũng phải vất vả cả đêm mới có đồng tiền chứ sung sướng gì. My nhở? Hai người đang nói linh tinh cái gì đấy? Nói linh tinh cái gì? Anh thấy em cũng mệt rồi đấy. Sao không về nhà nghỉ ngơi đi? Đây là công ty người ta làm ăn nghiêm túc, chứ không phải ba sàn bay lắc nhà em. Đúng vậy. Cứ tưởng là rồi công ty thì sẽ tìm được công việc nào tử tế hơn chứ. Ai ngờ lại là cái loại không đứng đắn. Không đứng đắn? Ý mày là gì? Ý là sao á? Thì mày thử nhìn lại bản thân mày đi. Từ trên xuống dưới, ăn mặc thì chẳng ra làm sao, xong lại còn xăm trổ đầy mình nữa. Thế mày nghĩ là tao đang nói mày làm nghề gì?
hai người có ý gì thì nói toẹt ra đi. Đừng tỏ vẻ thanh cao nữa em. Thiếu tiền ấy thì nói anh cho vay, chứ không cần thiết phải khổ sở như này. Nói vậy cũng có nghĩa là dạo này hai người khá lắm nhỉ? May mắn cho em là bây giờ còn gặp được bọn anh đấy, chứ sau này có muốn cũng chẳng có cơ hội đâu. Để bị nói cho mà nghe nhá, nữ chính của bộ phim sắp tới của công ty Hay Entertainment sẽ nằm gọn trong tay mị. Sau phim này ấy, Trang chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao hạng A. Còn tôi ngồi không cũng hốt bạc. Đến lúc đấy khán giả sẽ tung hô tôi. Còn mày thì mãi mãi cũng chỉ là cái cặn bã của cái xã hội đấy thôi. Đấy là cái giá mà em phải trả khi em rời bỏ anh đấy mị ạ. Mi, sao em còn đứng ở đây? Ôi. Ai đây? Bồ mới hả? Trông khá quá nhở. Ỏi. Mi trông thế này thôi cũng được phết đấy. Alo à? Dạ vâng, chúng tôi đến rồi ạ. Lên phòng chủ tịch à? Ok, chúng tôi lên luôn đấy ạ. Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không? Tiếc quá, giờ tôi lại phải đi luôn. Phải làm sao nhỉ? Thôi, cậu lại chăm sóc cô bồ cậu đi. Anh. Bye bye. Tại sao em có thể để cho bọn họ bắt nạt như thế nhỉ? Kệ họ đi, toàn những người không biết điều mà anh. Nhưng mà... Ơ kìa, em buồn cười, anh bảo hôm nay đưa em đi thử nhẫn cưới cơ mà. Giải quyết việc anh em mình còn đi chứ anh. Lát chủ tịch đến ý, liệu anh nói cho cẩn thận, không là đi toi cái hợp đồng ấy. Em biết rồi, khổ lắm mình cứ nói mãi thế nhở. Mi, sao cô lại ở đây? Không ngờ cái công ty lớn như thế này lại cho cái loại chẳng ra gì vào làm việc. Chắc là cũng phải cơ cấu xong rồi dùng vốn tự có, nhở? Tôi có ra sao và như thế nào cũng không đến được các người phán xét. Tôi nghĩ kẻ không ra gì là hai người mới đúng đấy. Ơ, chuyện này là sao? Sao anh ta ở trong này chứ? Tại sao tôi lại không được ở công ty của mình? Đây là phòng chủ tịch. Không lẽ anh là... Đúng. Tôi chính là chủ tịch của công ty này. Còn đây chính là vợ sắp cưới của tôi. Không, không thể như thế được. Cô ta chỉ là... Là gì? Xin nói cho hai người biết, đây chính là nữ streamer có lượng follow khủng, đem lại lợi nhuận lớn cho công ty này đấy. Anh ơi, chắc là có sự hiểu nhầm ở đây rồi. Bọn em là bạn bè lâu ngày không gặp nên là bọn em chỉ đùa một chút thôi. Hiểu nhầm à? Đây gọi là hiểu nhầm à? Tôi nghĩ đây là nhục mạ người khác đấy. Em xin lỗi, chắc chắn là hiểu nhầm anh ạ. Tôi biết, cô có được vai diễn lần này cũng là nhờ tháng quen biết với đạo diễn. Nhưng mà tôi không đến đây thì làm sao biết được sự việc này nhỉ? Mi, tao dại rồi, tao xin lỗi. Tao đã quá đáng với mày. Mày nói giúp hộ tao được không? Cho em nhận vai đi ạ. Anh tha lỗi cho em đi ạ. Em nghe giải thích đã. Quá rõ rồi. Công ty tôi không thể nào hợp tác với hai người thiếu nhân cách như thế này được. Tôi quyết định sẽ hủy bỏ hợp đồng. Đừng mà. Em xin anh ấy, anh ký hợp đồng bên em đi. Chứ không, không có hợp đồng này bên em phá sản mất. Hợp đồng à? Quá muộn rồi. Đi rồi em. Mi. Tất cả là tại cô đấy. Tại một mình tôi chắc. Anh làm cái gì đi chứ?